Quý vị và các bạn thân mến, kênh YouTube Bất động sản Tiềm năng chúng tôi trong video lần này sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ xây dựng của dự án Zeitgeist Nhà Bè nhé. Đến thời điểm hiện tại của năm 2022, dự án đã hoàn thành phần thô bên ngoài của các dãy nhà, shop house, vùng ven dự án cũng được phân chia khu vực làm công viên, nơi trồng cây. Ngoài ra, dự án đã trồng cây xanh ven đường, khu công viên nội khu, đường song hành shop house. Tất cả các căn nhà phố, shop house, biệt thự đơn lập và còn lại đã xây dựng lên tầng. Khu 1.2 và 1.3 cũng đang có công nhân làm việc và thi công để san lấp mặt bằng. Với phân khu này, chủ đầu tư GSENC dự kiến tung ra nhiều sản phẩm nhà phố biệt thự và căn hộ. Phần kè sát sông cũng đưa vào phần hoàn thiện và trồng lắp đặt cây xanh, dựng cảnh quan. Công viên ven sông cũng đã đổ nền và dự án sẽ được trồng nhiều loại hoa, cây xanh, lắp đặt nhiều hệ thống chiếu sáng. Con đường Phạm Hữu Lầu cũng đang mở rộng thành 35m và cầu Phạm Hữu Lầu, Cống Dinh cũng đang xây dựng làm mới và liên kết nhiều tuyến đường. Dự án đã được khởi công từ năm 2019 cho đến nay đã gần như hoàn thiện các khu vực bên ngoài. Các tòa nhà cũng như những dãy nhà được xem là có nhiều tiềm năng về kinh doanh tại khu vực này. Với 349 hectare, Zeitgeist Nhà Bè gồm 5 giai đoạn phát triển, tổng cộng có khoảng 760 biệt thự, 770 căn hộ hạng trung, 13.000 căn hộ cao cấp, 26.000 căn nằm trong các tòa nhà hỗn hợp, trường học và tòa hành chính và văn hóa. Dự án đã hội tụ đầy đủ mọi ưu điểm của một siêu đô thị thông minh, tọa lạc tại Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường huyết mạch của khu Nam Sài Gòn, gần Phú Mỹ Hưng và cả Hiệp Phước, quận 7. Bên cạnh đó, dự án còn gần các trường học, trung tâm thương mại, các tuyến đường quan trọng, đáp ứng đủ nhu cầu về đi lại và tạo nền móng cho môi trường sống tiện nghi đẳng cấp. Kênh YouTube Bất động sản Tiềm năng chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tiến độ của dự án này đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ phía chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc an lành và yên vui.